Anh em có thể thấy này, khi mà anh em tích đủ 6 viên đá, anh em sẽ được quay vòng quay Thanos nha anh em, nghĩa là được quay phim 8 lần thì phải. Rồi đó, đây là một số anh em mà quay nổ hũ lớn này. Rồi bây giờ mình quay cho anh em coi nha. Rồi đây, chắc mình quay 9k quá, 9k nhỏ, hơi nhỏ, quay 18k cho nó máu. Đấy, anh em thấy không? Thật ra cái game, cái trò này nếu mà quay á, thường á mình thấy anh em quay đêm nổ nhiều hơn là quay ngày. Ôi, chưa gì vô thả anh em mà. Anh em thấy không, ở trong con game Kwin này á, anh em thấy lúc nào nó vào nó cũng nhả cho mình một lúc á. Mình quay hũ nào anh em không thấy không? Mình quay là lúc nào nó cũng nổ hết. Lúc mới đầu vào nó nhả ghê lắm, nhưng về sau bắt đầu dần dần nó hút lại. Cho nên anh em, nếu mà anh em cũng ăn non á, anh em quay lúc đầu thôi, quay trải nghiệm một tí là anh em chạy được. Nếu mà con cái đá 6 này cũng phải mất khá thời gian anh em. Nếu mà anh em đỏ quay tầm nửa tiếng, nếu mà không đỏ chắc quay cả ngày có khi không ra luôn á. Hũ này lớn nhất bây giờ đang là 70 triệu nha anh em. Cái hũ thủy hử bên kia kìa, hũ thủy hử là 1.2 tỷ. Hũ đấy là hũ lớn. Chung mà trong này nếu mà quay được nổ hũ á, thì nổ rất là lớn luôn, nhưng mà hiếm lắm. Trước giờ mình quay chơi 3 tháng nay chỉ có nổ được một lần thôi, đúng một lần duy nhất là quay 2.000 năm nổ 3 triệu rưỡi. Đấy anh em thấy không? Nếu mà anh em gom đủ 6 viên đá là anh sẽ được quay vòng free nha. Để hôm nào mình quay đủ 6 viên là mình quay cho anh em coi nha. Hôm bữa mình có quay nhưng mà cái clip đó mình để đâu không biết. Má trời ơi, đã bắt đầu anh thấy không? Lúc đầu nó nhẹ nhẹ, về sau nó hút hơi ghê. Về sau nó hút tới luôn, hút không tha luôn. Đấy, tuyệt vời. Nếu mà làm thêm tầm chục phát như vậy thôi là nghỉ luôn, chứ xanh đà 6 làm cái gì. Cái wheel mà bên dưới dòng 2 là ngon rồi, thần sấm tho. Đây đúng rồi anh em, đây là anh em, nếu mình quay x3 này, wheel. Đấy, thật luôn anh em thấy không, cái trò này lúc nào vào nó cũng nhả cho mình hết á. Mình quay hũ nào cũng vậy, lúc đầu vào nó nhả rất là lớn lên anh em, nhả bao lớn luôn chứ không phải lớn. Anh em mà nếu mà anh em thích ăn non anh em vào làm nhà bài nhớp mình nghỉ chạy thôi. Nhưng mà anh em biết rồi đấy, quay hũ rồi mình càng quay càng cuốn, quay cuốn lắm. Cho nên anh em nào muốn săn hũ á, anh em nên cân nhắc cái số vốn của mình. Chung là nếu mà anh em muốn kiếm mà ổn định gì á, thì anh em chơi mấy trò khác. Cái trò này quay hũ nó thiên hướng về mà đỏ đen nhiều quá. May mắn, kiểu như may mắn, ông nào may mắn nhiều sẽ nổ nhiều thôi. Còn mà nếu mà bình thường khó, kiểu như cũng khó ăn lắm. Nhưng mà nếu mà vô là chỉ ăn được lúc đầu thôi, về sau nó hút ghê lắm. Mà anh em biết rồi đấy, quay hũ nếu như mình chơi tài xỉu sóc đĩa nha, mình thua mình có thể gỡ được chứ. Rồi lúc đó mình có thể chủ động nhật nha, mình chủ động mình đánh như thế nào. Còn cái này quay hũ mình dựa vào may mắn nhiều là chính, chỉ dựa vào may mắn thôi, không có một cái mẹo gì có thể quay được mấy cái trò quay hũ này đâu. Nhiều ông cứ làm clip và hướng dẫn làm mẹo, chẳng có cái mẹo gì hết. Ông đỏ là ông quay tắt thôi, nếu mà ra mẹo thì nhà cái nó sập bà nó rồi chứ đó nè, đúng không? Nếu mà bảo có mẹo chắc thật cái thằng mà làm ra video cái mẹo đó nó giàu bà rồi. Cho nên là nếu mà chơi mấy trò khác 50-50 thì mình có thể chủ động được, mình đánh được. Còn nếu mà quay hũ không, chẳng bao giờ có cái mẹo gì hết. Quay hũ là chỉ có may mắn tất cả thôi, may mắn là cân tất cả. Quên hả, con game này đang có code nha anh em ơi. Anh em nào muốn chơi trải nghiệm thể vào nhóm bên dưới của mình lấy code mà chơi nha. Vào lấy 20-50 ngàn đánh tà tà lên cũng được. Code thì mình chơi mình rút thoải mái mà, mình không có bị bắt buộc nạp cái gì đâu. Cứ có code là chơi thôi. Thấy nhiều người chơi code ăn cả mấy triệu rồi, cũng lọc cho mình được ít. Đấy anh em thấy không, nó cho mình ăn được 300 ngàn, giờ đâu nhẹ lại kìa. Bây giờ mình nhẹ cho nó thôi, mình quay review vậy thôi chứ không có săn chín với cái trò quay hũ đâu, khó ăn lắm. Nếu mà anh em vào anh em quay hũ thì ok, chơi trải nghiệm thôi nha, giải trí thôi, đừng có mà săn chín quá. Riêng cái trò nào trò quay hũ mình bảo anh em mà săn chín với nó thật không thể nào săn được với nó luôn.
làm sao mà săn chín được, nó gọi là đỏ đen mà. Đấy, bắt đầu vào á. Nãy giờ được có một viên đá, anh em thấy không, hành trình mà săn được 6 viên đá hơi chua lắm, không có dễ đâu. Riêng cái vụ quay hũ của thật, nếu mà ông nào không đủ kiên nhẫn á, không đủ kiên nhẫn thì tốt nhất đừng có nên vào quay cái này, má chơi không nổi, điên cây cú lại ra đất tay nữa. Nên là mình vô mình chơi con game này á, là mình lựa mấy cái trò nào mình chơi quen thôi, chứ đừng có thử mấy cái trò mà hên xui quá. Đó, được 3 búa kìa. Chung là quay hũ giải trí thôi. Nếu mà thích săn hũ và săn hũ, anh em phải có vốn lớn, anh em phải kiên trì mà quay mấy ngày mấy trời á. Có ông hả, treo máy 3 ngày 3 đêm nó mới nổ được cái hũ mà cũng bù lại. Chung là đây mình chỉ làm clip để review cho anh em coi thôi, cái game nó như thế nào rồi anh em ha, từ đó anh em có cách chơi của mình, lựa cái trò nào đó nó hợp lý, nó hợp với cái cách chơi của mình á. Chứ không phải là tất cả các trò đều hợp với mình đâu, có những trò mình không thể nào mình chơi được luôn á. Những cái trò tấn tiến lên miền Nam mình đâu chơi nổi đâu, vô đánh là tí là thua, nhưng mà chóc đĩa tài xỉu mình chơi ok nha. Mình bắt cầu của nó, các bạn vì hả, cái ở trong game này hả, có những cái cầu nó lặp đi lặp lại, anh mình chỉ cần căng cái thời điểm đó mình chơi thôi. Được nhiêu 101 rồi. Rồi nếu mà quay tầm xuống tầm 100-200 thì mình nghỉ rồi. Nhà cá không cho nổ là em nghỉ đó, nhà cá không cho nghỉ là em ngủ đây, em nghỉ đó không chơi đâu. Anh admin ơi, anh chỉnh cho em nổ hũ phát đi. Thôi đấy, vừa bảo xong thôi nghỉ luôn em ơi, thì phải năn nỉ mãi nhà cá mới chịu thả cho kìa. Thôi đấy, quay hũ là anh em chỉ cần chờ thời điểm như vậy thôi là ngon rồi đó, không cần nhiều. Rồi đó, làm quả ok nhờ má, game cũng biết chơi đấy. Thôi nghỉ nha anh em ơi, hẹn gặp lại anh em video khác nha anh em. Anh em nào muốn nhận code thì vào nhóm bên dưới của mình để lấy code nha.